Thưa quý vị, mới đây trên mạng xã hội xuất hiện một clip trực tiếp dài hơn 50 phút ghi lại cảnh một tài xế dùng sấp tiền lẻ và tiền kim loại để mua vé khi qua trạm BOT Cầu Rác đóng ở xã Cẩm Trung, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, nhưng bị nhân viên của trạm thu phí này từ chối bán vé. Cụ thể, theo hình ảnh từ clip, tài xế điều khiển ô tô mang biển số 62C đi trên quốc lộ 1A theo hướng Bắc Nam khi đến trạm thu phí BOT Cầu Rác đã cùng người trên xe dùng sấp tiền giấy mệnh giá 200 đồng để mua vé qua trạm. Sau khi kiểm đếm, nhân viên bán vé thông báo tài xế đưa 34.600 đồng, còn thiếu 400 đồng nữa. Nghe vậy, tài xế đã đưa thêm tiền xuống giá 500 đồng nhưng bị từ chối với lý do tiền này đã bị cấm lưu hành. Nhân viên sau đó đã để toàn bộ số tiền vào xe cho tài xế rồi đóng cửa giao dịch, cho rằng cách hành xử này của nhân viên trạm thu phí là không phù hợp, thiếu tôn trọng. Tài xế đã cho xe dừng đỗ trong làn có chắn barrier và cầu cứu cơ quan chức năng. Theo công an huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh, đơn vị này hiện đang xác minh làm rõ vụ việc. Khá thú vị ở trạm thu phí BOT Cầu Rác.